Chúng tôi xin được đến với câu hỏi tiếp theo. Thưa quý vị, thưa bà con. Khán giả Nguyễn An Lập với số điện thoại là 0907, 3 số cuối là 923 ở tại Đức Linh, Bình Thuận có hỏi. Ao của gia đình khán giả rộng 1.000m², sâu 1,5m và khán giả có thả một tạ cá chấm. Mang thì có lấm tấm chấm màu đen và mổ ra gan thì màu đỏ, cá bỏ ăn, có chết, ngoài ra bình thường. Khán giả cho biết là hiện tượng này xảy ra 2 ngày rồi và khán giả vẫn chưa dùng thuốc. Xin hỏi chuyên gia Bùi Quang Tế nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này ra sao ạ? Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với khán giả mô tả thì nó cũng không được rõ lắm, nhưng mà tôi biết là đối với cái mùa này bắt đầu là ở Nam Bộ, tức là từ miền Trung trở vào bắt đầu là mùa khô rồi. Mùa khô thì nó không phải như ngoài Bắc, nhưng mà nhiệt độ vẫn xuống thấp. Tôi biết là nhiệt độ ở trong đấy vẫn phù hợp với một số các cái bệnh, bệnh nấm thủy mi, bệnh xuất huyết do virus và bệnh vi khuẩn. Cá của anh chết là cái khâu đầu tiên là chúng ta anh đã biết anh đã thăm cá của anh, tức là cá bắt đầu đùa bị bệnh là nó kém ăn, sau nó bỏ ăn, rồi sinh ra chết. Và chết thì đấy, trên mang nó lấm chấm các cái đen nó chính là những cái hoại tử có thể là do virus, vi khuẩn và nấm thủy mi. Nó gây ra và trong gan bị màu đỏ. Đấy là những cái dấu hiệu đặc trưng của những cái bệnh đó. Mà cá chấm cỏ mùa này là đến cuối mùa xuân và mùa thu là hay bị bệnh, mà chúng tôi đã qua kinh nghiệm nhiều năm tôi đã nói. Thế bây giờ phác đồ điều trị thì rất đơn giản, chúng tôi đã thường nói trên đài truyền hình rồi. Cái thứ nhất là nhớ là định kỳ cho tôi là dùng, anh chưa dùng thuốc gì, anh dùng cái thuốc khử trùng để diệt các cái bào tử nấm và vi khuẩn virus. Ví dụ như TCA, povidin, iodin đều sử dụng theo nhà sản xuất, và nhớ cứ định kỳ cho tôi 7 ngày một lần thì anh diệt được cái đó. Cái thứ hai là anh phải dùng thuốc. Cái mùa này vẫn còn là không phải là mùa hè, nó đỡ đâu sang mùa khô, nhưng mà đã vẫn cứ nhiệt độ vẫn phù hợp cho bệnh nấm thủy mi nó phát triển. Nên là trong mang anh có những cái nấm đó, thế phải dùng cái thuốc đặc trị nấm là Antibu. Antibu là cái thuốc kháng nấm đặc trị riêng của nó. Đấy, anh cứ 7 ngày dùng một lần và dùng thuốc thảo dược. Đơn giản vì anh chưa biết là virus hay vi khuẩn, nên là có thể tỏi tươi giã ra mà tôi đã nhắc rồi, cái nửa ký tỏi cho tạ cá, hoặc là thuốc KN04 12 là 4g cho 1 ký cá ăn trong một ngày, và cho nếu nó đang bị bệnh thì cho ăn 5 đến 7 ngày, và vitamin C 7 ngày liên tục, và nhớ cứ 1 tháng một lần thì cho ăn cái thuốc thảo dược và vitamin C thì cá nó sẽ không xuất hiện bệnh. Chúc khán giả xử lý thành công. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn hữu ích vừa rồi.